hôm nay em đến đây kể như là em cũng tròn ở bổn nguyện. Là bổn nguyện em sau khi mà thấy chiếc áo của Đức Thầy bên ngoài, mà mỗi lần cái trong cái tủ nhỏ mà đồng đạo đến thì anh đem lên đem xuống. Rồi nó với thêm một điều nữa là mình giống như mình không có vẻ tôn nghiêm. Về gia đình của anh thì em nhìn thấy chắc cũng, nếu mà lo cái tủ thì cũng hơi đuối. Dạ. Cho nên hôm bữa đó em cũng gợi ý là để lo một cái tủ để hai chiếc áo của ông Năm và áo của Đức Thầy vào đó, để cho mình có một cái vẻ tôn nghiêm, và mỗi khi cô bác bà con đến thì nó tiện lợi, mình khỏi giống như thất cái lễ, mình đem lên đem xuống nó hơi bất tiện lắm. Thế mà hôm nay cái tủ đã xong và đồng đạo đến an vị vào đó thì cũng hết sức là tiện lợi. Đối với anh, theo anh cảm nghĩ như thế nào, công việc mình đã hoàn thành đó anh? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thần hậu hỏi tôi về cái phần này đó thì tôi trước đây tôi cũng có nói về phần này đó là tôi rất là mơ ước. Dạ. Mơ ước về cái phần mà cái chiếc áo mà giống như đệ vừa nói rồi đó, nói vừa qua đó. Dạ. Thì để cho đừng có người mà để giờ tung lên tung xuống thì mà đây là một cái chiếc áo là gọi là cũng như giống như là bảo vật. Dạ. Mà mình đem lên rồi đem xuống rồi này kia sờ sẩm gì thì mình cũng muốn. Dạ. Nên hôm nay mà cái phần mơ ước của mình đó thì hôm nay là nó có hiện thực. Thì cũng nhờ là để Tiến Dũng và tất cả mấy anh em mạnh thường quân đó tiếp trước vô làm cái tủ này vào cái phản đó thì rất là mừng. Mấy ngày trời thì nói chung á là nói chung đêm nào thì ngủ, nói chung ngủ dễ ngủ lắm, mà những hồi mấy ngày trời là khó ngủ thì cũng cái mơ ước mà nó gần được sự thật rồi, nên á là nó hồi nó cũng hơi khó ngủ, vì người ta con ta nó buồn á thì cũng khó ngủ, mà vui thì cũng khó ngủ, nên mình thấy là nó vui mà tại sao nó cũng khó ngủ, mà mong đợi cho nó hoàn thành để cho an vị cái áo dài khăn đóng Đức Thầy là cái áo cúng cô Năm đó, thì đặng cho mình mới được an tâm. Mà hôm nay thì nó làm xong rồi thì nó rất là mừng dữ lắm, chứ không phải là gọi là bình thường. Nên đó là do còn cái phần đó trước đây đó thì Thiện Nghĩa rồi mấy anh em độc đạo cũng có về ý kiến về phần mà dán tường rồi làm ra phong nó hoàn mỹ cho nó coi đẹp chút xíu, đặng mình mỗi giờ lên nhiều xuống nữa ha, đem cái tủ vô rồi nữa sau này có làm đó thì nó giờ tới giờ lui không nên. Yeah. Nên thấy chị mình cũng ráng mà làm cái hoàn thành mấy cái này nè. Vòng vòng đó mình tính dự định là chắc cũng khoảng 10 triệu trở lại. Dạ. Ai già nó làm xong rồi hoàn chạy cho nó tới trên 15 triệu. Yeah. Không á. Yeah. Trên 15 triệu nên nó cũng thiệt tình cũng mệt mỏi. Mình yeah. Hàng ngày thì nói chung là để cũng thấy hai vợ chồng tôi hàng ngày đó. Yeah. Lập rau, hóa rau, đủ thứ vân vân. Nên yeah. Đó là làm cho cái thằng con nuôi là nó cũng là con nuôi đó, nó cũng là cháu của anh ba này. Dạ. Yeah. Là nó đem ra rồi mình bó đó, rồi nó cũng trả tiền cho mình xài thì sống cũng được, ngày trăm ngoài sống cũng được. Mà nhưng nói chung mà nếu mà nói mà thượng lên làm cái tủ hay là hoặc làm cái chuyện gì lớn nữa nó thì không được. Dạ. Yeah. Nên là cái mơ ước hôm nay thì nó rất là mừng là để giờ cái chủng cạnh anh đồng đạo thì đóng góp cái tủ xong thì nó cũng mừng. Mà nó lo là mình làm cái này không biết đủ tiền hay không. Mọi giờ nói chung là còn thiếu nhiêu nữa anh? Theo cái này mình làm thì tính ra thì chắc cũng còn thiếu khoảng chừng 5 triệu ngoài nữa. Mà mình thấy vậy là thôi, bây giờ kể 5 triệu ngoài, 5 triệu ngoài để con nó có tiếp giúp được gì không. Mấy nhỏ thì nó cũng mua bán nhỏ rồi lật giặt gì đó thì nói chung nó cũng sống được. Yeah. Nên mình thì ở đây thì còn có hai vợ chồng.
nên là làm vậy thì mình sống lai rai cũng được, đừng có nói chung đừng có dòm lên thì sống thoải mái lắm, được lắm, ngày được trong ngoài sống được rồi, hai vợ chồng hai chồng lớn tuổi có khách sạn gì đâu nhiều. Nên vậy đó thì hôm nay mà hoàn thành cái tủ này một lần nữa thì cũng cảm ơn toàn thể tất cả thiên với đồng đạo mạnh thường quân để ủng hộ và chung tay tiếp giúp cho tôi vào phần này, rất là vui, rất là mừng. Cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Chú Hoa có nói đôi điều gì không chú Hoa? Dạ thì cái sự việc này thì mình thấy anh Chính làm cái vấn đề này được rồi thì đó cũng mình cũng mừng ha. Vấn đề đó là cái di tích của Đức Thầy để lại đó, thì bây giờ là mình bảo quản như vậy được như vậy để sau này truyền lại cho đời con đời cháu của mình, thấy không? Đó là cái báo vật mà của truyền Đức Thầy truyền lại đó, rồi nhìn theo đó mà mình học hỏi để thêm nữa, để vấn đề tu học càng ngày nó tiến bộ thêm nữa, thế vậy đó. Thì đó thật sự là quá mừng rồi. Rồi về phần hôm nay Thành Hậu đến đây kể như là mình đã hoàn thành cái tâm nguyện của mình. Thì thứ nhất là anh nói một điều nó lạ hơn nữa là tự nhiên cái cây mai và sau khi cái tự nhiên nó trổ qua, mà đặc biệt là mai cái tháng này nó không có trổ. Chỗ mấy ngày nay anh Chính? Ngày hôm qua thì chỗ cũng ngày hôm kia thì chỗ cũng ít, ngày hôm qua chỗ hơi nhiều một chút, bữa nay rộ nữa đó. Nay rộ là hầu như là cây mai nó rộ có thể là như giống như Tết, cây mai thường thường mà Tết đó ha, có cây chỗ thua cây này ra xa đúng. Mà nên nó chỗ rất là rộ, bây giờ còn búp rất là nhiều luôn, nên nó ngộ con cái là hồi sáng tới giờ nên mấy người ta tới đây người ta nói sao nó ngộ con cái là vào tháng tư này là cái tháng lá non. Cái mai rừng cũng vậy nữa, mai rừng cũng cỡ này là tháng lá non, đâu có trổ bông được. Đúng rồi, nên bây giờ mà nó trổ bông như vậy thì thấy nó hồi trước tới giờ thì tôi phá chấp về cái ngày tháng đó, ngày mùng 5, 14, 23 gì đó là tôi phá chấp mấy ngày đó. Ngày nào tôi cũng là ngày của trời Phật ban ra. Và hôm nay là nói chọn ngày mùng 9 mà nhưng để chọn chứ không có chọn nè. Nên đó là để chọn mà chọn cách đây hai mấy ngày rồi. Mà nếu mà mình tạo á, nếu mà mấy cái người mà chuyên gia mà làm may đó mà để tạo mà để cho nó có bông được cái ngày nay đó ha, tạo trước 20 ngày ha, hoặc một tháng vậy đó, nó cũng không có được ngay gì khó rồi. Cái ngày Tết mà còn lặt lá đành để cho nó trổ ngay ngày Tết mà còn lặt không trúng nữa, mà còn cái này đó là lá lúa bình thường luôn. Lá nó xum xê luôn mà bông nó xum xê luôn. Ngộ có chỗ này chứ, nên tôi nói ngày nay là ngày tốt. Cái điều cũng hết sức là quý báu mà anh Chính đã nói lên, Thành Hậu rất là ngạc nhiên. Theo cây mai thì nó có bông vào một cái dịp Tết, như Tết mình phải kích nó, tức là lặt lá hay hoặc là phải đổ nước ấm, tưới nước ấm để cho nó kích nó, để cho nó có bông. Nhưng mà cây mai này đặc biệt thì nếu nói về du di tâm linh á, thì thật ra thì quý vị mình thấy mỗi một cái hiện tượng, nếu có một cái điều sự kiện gì đó là nó sẽ có một cái hiện tượng. Nhưng mà có những khi cái hiện tượng mà cặp mắt thường mình không thấy được, phải chứ không? Nó có một những hiện tượng lạ. Thì cái hiện tượng đó, thí dụ người ta cắm cây nhang lên, thí dụ mình bữa nay mình đến mình cúng cho ông nào đó, tự nhiên cây nhang nó cò xuống, thì tất cả mọi người đều nói rằng là vậy là cái lời nguyện mà nguyện cái gì ông đó ông chứng rồi đó. Đúng không chú? Đúng rồi. Ông đó ông chứng rồi, cho nên nó hiện tượng lên là cái nhang nó phanh. Mỗi cây nhang khác thì nó không có công, cái tàn nó rụng hết, nhưng mà chỉ có một cây nhang của người đó cắm thì cây nhang cái tàn nó không rụng. Thì nếu nói về tâm linh du di đó, nhiều khi mình có những khi, nhiều khi có một số của bác bà con ta không tin, mà có một số của bác bà con đã rất là tin tưởng. Thì tin tưởng là tại sao? Bất cứ chuyện gì cũng có một cái hiện tượng xuất hiện lạ trước khi, giống như Đức Thầy ra đời năm 1936. Đức Thầy đến năm ngày 18 tháng 5 á, năm 39 Đức Thầy mới ra đời giải đạo. Thì 3 năm trước là cò nó về,
ở tại tổ đình rất đông, đông nghẹt hết cò nó về. Rồi ông Đức Ông á là không cho mọi người để săn bắt luôn đó. Thì 3 năm sau đó Đức Thầy ra đời giải đạo, thì chúng ta chứng tỏ gì? Cò là nó còn biết trước, trước những cái người mình nè, là 3 năm trước. Tại vì nó biết rằng ở nơi cái khu vực đó là cái miếng đất đó, một vị đó sẽ bảo vệ nó, cho nên nó ở rất là yên ổn, có người bảo vệ, che chở đó. Còn nếu nói về là tự nhiên á, cái con kiến này tự nhiên cách 2-3 bữa trước, 2-3 bữa đó, là nó tha con nó lên, là quý vị mình thấy là hiện tượng gì? Mưa đến. Con cóc mà kêu là mưa đến đó. Thì tất cả mọi điều đều báo trước, thì cây mai này cũng vậy. Đó là sự ông Năm và Đức Thầy đã cảm nhận và chứng nhận cho chúng ta là rất là hân hoan. Chứ nếu mà ngài các vị mà không đồng ý thì nó sẽ có những hiện tượng khác ạ. Không chú, có hiện tượng lạ khác, cho nên hiện tượng này thì chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng Thành Hậu cũng rất là vui mừng. Sau khi mà hôm qua rồi đó, Thành Hậu xuống thăm chú Hai ở dưới tại Ô Môn, chú đã nhắc lại một mẫu chuyện mà làm mình nhớ lại trong những mẫu chuyện bên thầy. Đức Thầy nói, Đức Thầy sau khi đi khuyến nông và Đức Thầy nói với tất cả mọi đồng đạo đó, sau này tôi sẽ vắng mặt tín đồ tôi một thời gian, nhưng mà ai á mà lo cho tín đồ tôi và lo cho nơi thờ tượng cho tất cả những người tu hành, tóm lại là lo cho những người tu hành đó, thì đó là người ân của tôi. Là Đức Thầy nói khuyến nông năm 45 đó, là cô bác bà con á, những cái người lớn tuổi là đều có nghe mẫu chuyện đó. Thì cho nên Đức Thầy cho biết là con tầm á, tầm sức nhỏ còn làm nên cán, người không lo có thẹn hay chăng, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành. Thành Hậu cũng muốn làm cái gì phải suy nghĩ, không biết mình làm chiếc tủ này để chiếc áo Đức Thầy vô có lỗi hay không, nhưng mình tự đắn đo suy nghĩ. Hỏi chiếc áo như áo của mình thôi anh Chính, áo của mình thôi, áo của vợ con cháu trong nhà thôi, mà làm một chiếc tủ bằng thao lao, bằng bên, bằng cẩm, thấy không, bằng là cây này cái kia tốt, huống gì bây giờ cái chiếc áo của Đức Thầy là mình gặp chiếc áo này là cũng như gặp thầy. Mình phải làm sao cái chuyện đó nó thật ra thật, không bao giờ nghi ngờ bất cứ chuyện gì, và cho dù không bao giờ sợ người nào nói sao phí phạm, không bao giờ sợ. Tại vì mình, nếu mình cái người mà khởi tâm vậy là người không kính trọng đối với Đức Thầy, không kính trọng đến nỗi mà cái xá lợi của Phật thôi người ta làm bằng một cái ngọc, bằng một cái tủ ngọc nhỏ hoặc là một cái tủ bằng vàng nhỏ để xá lợi vô, huống gì hôm nay chiếc áo của Đức Thầy gặp thầy là cũng như là gặp thật. Cho nên Đức Thầy cho biết là Đức Phật nói rằng các con muốn đền ơn ta ư giáo pháp của ta đó, cố mà học đi, ráng mà truyền đi, quyết mà hành đi, những sự cúng dường tán Phật không bằng đem giáo pháp của ta ra mà quảng bá. Vậy thì sau khi mà Đức Thầy đã nhắn mặt để cho thầy đi dạo Ta Bà đặng dạy kẻ đằng xa chưa rõ, vậy thì Đức Thầy còn đi dân du khắp đó đây để mà truyền pháp cho tất cả mọi người tu hành. Thì Đức Thầy nhìn về quê nhà, thấy anh em, thấy từ trên tới dưới thuận hòa, hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang, thì thấy anh em của chúng ta đoàn kết với nhau và lo gìn giữ sự nghiệp, dĩ nghiệp của tổ thầy, đó là một cái điều hết sức là quý báu, mà Đức Thầy đã khẳng định qua câu là trao thân phận rạng danh hiếu đệ thì thỏ dạ thầy nơi chốn mây rồng. Mình thương yêu, mình lo cho giáo lý thầy thì thầy rất là vui, chứ không có gì. Thì hôm nay cái công việc này nó cũng đã hoàn thành mỹ mãn. Cộng vào đó thì Thành Hậu tin tưởng rằng Đức Thầy một phương trời xa nhìn về thì Đức Thầy cũng rất là vui. Vì hiện tượng lên một cây mai tự nhiên là ngay bằng thông thiên luôn, trước giữa nhà nó chỗ bông đều hết, đó là một hiện tượng rằng thầy cũng vui, hoặc là ông Năm ở một nơi xa nào nhìn về thấy con cháu ông Năm lo cho dĩ nghiệp của tổ thầy thì cũng rất là vui. Tại đặc biệt hơn là mẫu chuyện nó lạ nữa là ông Năm sau khi mà quý vị mình biết đó, ông Năm Lửa đó, tại sao những cái người khác Đức Thầy không chọn mà chọn ông Năm Lửa theo cận vệ đó? Tại vì nếu nói về ông Năm Lửa, mình coi sách đó, mình thấy đó, ông là rất là văn giỏi song toàn, rất là đặc biệt điều đó. Nhưng mà lạ có một điều, tính tình thì cũng còn nóng lắm, cho nên đó, là gần Đức Thầy. Quý vị mình thấy đến mức độ là ông Năm trải qua một thời gian, nếu nói về đi khuyến nông là trong 5 năm đó, Đức Thầy kể từ năm 40 cho đến năm 45
đó, là những năm đó là Đức Thầy đi khuyến nông đó, đi khuyến nông khắp đó đây. Năm 45 là Đức Thầy đi là 107 chỗ, 107 nơi. Thì trong lúc đó, đó là ông Năm luôn luôn lúc nào cũng kề cận Đức Thầy hết, để chăm sóc lo từ là miếng ăn, từ giấc ngủ. Và trong đó thì hôm nọ đó Đức Thầy cho ông Năm uống 3 viên thuốc đó. Thì cái mẫu chuyện bên thầy đã có kể lại, sau khi á một hôm nọ ông Năm chiều á, ông Năm vũ mùng mền cho thầy. Sau khi vũ mùng mền sao bắt gặp một con riệp, con riệp cắn đến đổi máu no tròn luôn đó. Ông gặp vậy ông quá tức rồi, hỏi con riệp mà cắn Đức Thầy thế này ông đem ra ngoài ông giết, giết một cái cốc nó cắn nè đó. Đó thì sau khi ông cắn ông giết mà ông còn nghiến răng nó cắn nè, cắn thầy nha, cắn thầy tao. Rồi xong, sau khi chiều vừa Đức Thầy vừa vô mùng thôi là Đức Thầy kêu ông Năm đâu. Ông Năm dạ thưa bạch thầy, thầy kêu con có gì giải việc, con riệp nó cắn tôi bộ nó cắn ông xong mà ông giết nó. Đó cái ông Năm suy nghĩ chắc công nào thầu léo đây, thấy không, thật mặt gì đây, cho nên là cái chuyện này chỉ có mình ơn ông biết thôi, ai đâu biết. Ông vũ mùng gặp nghiệp, ông giết nghiệp gì mà nên ông biết chứ làm gì ai biết đây. Đó thì qua cái ngày thứ hai, ngày thứ hai cái ông gặp nghiệp nữa cũng y vậy nữa, cũng cắn máu no tròn vậy. Ông suy nghĩ ông nói bây giờ mình giết á, mình giết á thì người ta thấy. Rồi bữa nay khỏi ai thấy, ông để vô cái ly ông đem ông phơi nắng luôn. Đem phơi nắng luôn thì tối chiều lại cũng y như vậy. Đức Thầy kêu ông Năm vô, Đức Thầy nói con nghiệp á, nó cắn tôi với cắn ông sao mà hôm qua ông giết người ta, hôm nay ông đem ông phơi nắng người ta. Ông sợ quá thôi nói cho mau, tới ngày thứ ba ông gặp nghiệp nữa y vậy nữa. Ủa sao lạ vậy, nghiệp đâu mà nó cắn hoài no máu vậy nè. Ông gặp nữa thì ông lấy con nghiệp, bữa nay ông không giết không phơi nắng đâu mà ông uống luôn đó. Sau khi ông uống xong mà bữa nay Đức Thầy về thì Đức Thầy khen thầy ông Năm đâu rồi, ông uống quần thuốc đó cũng khỏe ha. Đó thì thưa quý vị, cho nên một sự kiện rất đặc biệt, lúc Đức Thầy ra đời giải đạo chỉ có mấy năm trường thôi, trên 2 triệu tín đồ, nhưng mà cái sự kiện đặc biệt nhất đó là ông Năm Lửa là một cái người mà kề cận cũng như ngày xưa Đức Phật và A Nan vậy đó, kề cận suốt một thời gian, một quá trình lúc Đức Thầy đi khuyến nông và ở bưng biền vân vân, mọi nơi mọi chỗ đều có ông Năm đến để mà hỗ trợ cho Đức Thầy. Thì sau khi Đức Thầy vắng mặt rồi, ông Năm lần lượt theo định lực của vô thường, theo tiếng gọi của lực vô thường, thì cuối cùng ông Năm cũng bỏ xác và linh hồn cũng về nơi cảnh giới an lành. Thì cuối cùng giữ lại 2 chiếc áo còn trao giữ đến ngày hôm nay, gần ta 70 mấy năm rồi, 76 năm rồi, chiếc 2 chiếc áo vẫn còn kề cận với nhau. Thì theo thành hậu thiết tưởng rằng, thiết nghĩ rằng, suy nghĩ kỹ càng rằng đó là cái nhân duyên là của thầy trò mà là đã khắc cốt ghi xương, đã suốt một thời gian lúc mà còn Đức Thầy, sau khi thầy vắng mặt đến ngày hôm nay nha. Như vậy thì thành hậu hết sức là hân hoan, rất là vui mừng, rất là phấn khởi, rất là tâm đắc. Vì sau khi thành hậu cùng với anh em tất cả cô bác Mạnh Thường Quân đã nhín ra một số tiền để làm một chiếc áo, làm một chiếc tủ để chiếc áo Đức Thầy vô. Thì đó là chúng ta nếu nói về Đức Phật gọi là cúng dường cho Phật, hết sức là quý báu. Thì hôm nay đã hoàn thành, công việc đã hoàn thành, tất cả mọi điều đều rất là suôn sẻ, tốt đẹp. Cộng vào đó một cây mai là một vật vô tri, mà có một hiện tượng là chỗ hoa rất đẹp trong cái ngày mùng 9 ngày hôm nay tháng 4. Như vậy thì một lần nữa thành hậu xin kính chúc chung cũng như cho gia đình của anh chị Chính được luôn luôn phát tâm dũng mãnh trên con đường hành đạo để bảo vệ chiếc áo của Đức Thầy cho đến khi mà Đức Thầy trở về. Và xin cầu chúc cho cô bác bà con từ xa cùng gần, trong và ngoài nước được thân khỏe tâm an, trăm điều phúc lộc vừa đem lại, muôn chuyện nhàn thanh đến chẳng ngưng, và tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi về phần anh còn thiếu lại khoảng 5 triệu ha. Rồi đây em không đi chơi bây giờ. Thôi em sẽ rút ra số tiền của Mạnh Thường Quân cũng như hai vị. Một là chị Hảo, thứ hai là chị Ba ở Long An, xin gửi cho anh luôn.
Cái vị thứ nhất á, là gửi là chị Loan. Và chị Loan gửi cho anh là 1 triệu để bữa nay anh lo cho cô bác bà con ăn uống. Rồi bà xích tiền cho bà làm. Không, thì cái này là đây là chị Loan và xích 1 triệu để đãi đồng đạo bữa nay ăn uống trong bữa nay, và đây là 1 triệu của chị Loan. Hồi nãy có mấy người kia rồi gửi tôi 1 triệu, mấy toàn ơi bà đãi đó. Bà đãi bây giờ viên với đồng đạo đó. Rồi thì số tiền này là chị Hảo 3 triệu và chị Ba ở Long An 2 triệu để giúp cho anh kiểu như là cái hoàn thành trong cái công việc mà sửa chữa tất cả mọi khu vực để cái tủ áo Đức Thầy. Đây là chị Hảo 3 triệu và chị Ba ở Long An 2 triệu là 5 triệu và xin gửi cho anh. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi cũng cảm ơn chị Hảo với chị Ba. Nói chung mình thì kinh tế mình thì trước giờ mình cũng có nói đó, nhà cửa thì đồ đạc vật chất thì nhìn thấy đồ quý không ha, mà nhưng là của ông bà để lại, không không mua sắm ha. Bởi vì mình có cái là hồi nhỏ đó thì tới lớn lên mới có 21 tuổi à, là cái bị mổ rồi, mổ cái cắt ruột già rồi cái không có mằng cái gì nặng được chứ, giờ nên lây quay thì tới đâu ba mấy tuổi cái mổ nữa. Tất nhiên là từ hồi đó tới giờ là mổ 3 lần rồi. Mổ 3 lần mà mổ bị già không, nên nó không có làm gì nặng nề nổi, nhưng có một tay bả hoạt động này kia nọ, còn mình làm chút đỉnh với tính toán này kia nọ cho con cái nó mà làm việc nhẹ nhẹ thì được. Yeah. Không làm nặng được. Để như là việc chánh thì bả với cái giờ mấy đứa nhỏ lớn lên thì nhờ mấy đứa nhỏ. Chứ mà mấy đứa nhỏ là tôi cũng có nhỏ gái nãy cái nó bị cong đó. Yeah. Nó bị tim bẩm sinh hồi nhỏ. Yeah. Hồi đó thì mổ thì cũng nhờ để cường ở dưới. Yeah. Người mới xin cái giấy xin giùm ở trong cái nhịp tim giả thơ á. Yeah. Rồi mổ qua cái chương trình đó nên ở hồi cái ngày mà thỉnh cái áo dài căn đóng của thầy á, vô cúng ông năm về là cái ngày đó là chiều tối lại là ở ngoài điện ca mổ. Mà ca mổ nó hồi lúc đó là 140 triệu. Yeah. Mà 140 triệu lúc đó nó so lại bây giờ thì chắc cỡ khoảng từ 200 đó, không có trừ chi phí, trừ bảo hiểm rồi đó, trừ bảo hiểm rồi là 140 triệu. Yeah. Tính ra nhỏ đây nè. Vậy đó hả? À, nhỏ đó đó. Dạ. Ai cũng bác sĩ nói bây giờ phải mổ em liền chứ không mổ là hai lần mổ nó bị rút lại. Dạ. Lúc đó ông thầy ảnh mổ liên tiếp nữa. Ờ. 5 lần mổ rồi. Nên ra là mình nếu mình nói kể ra thì cái gia chánh đó thì bà là hoạt động từ đó tới giờ là cái gia chánh. Tôi thì chỉ phụ nhẹ thôi với tính toán này nhỏ cho con cái nó mặn ăn thôi. Nên vậy đó, rồi con nhỏ này nó bệnh và tôi bệnh nữa. Rồi nên là cái thằng em của nó. Cái thằng em của nó thì mới lớn lên đây làm được, làm ăn được cũng nó sống được qua ngày. Rồi bây giờ cỡ này đi bệnh dịch rồi đóng cửa trên nữa rồi. Hai đứa nó đóng cửa trên này. Nên bây giờ cái cuộc sống thì nói chung nó vậy đó, mà nói chung mà tôi với bà sống thì nói chung cũng đâu có hao tốn gì đâu, ngàn trăm mấy sống được rồi. Thì như là sống tạm qua ngày thì được. Trăm ngày, trăm ngàn, trăm mấy chục ngàn là sống dư rồi chứ không có tạm, dư rồi. Thôi mình nói tạm thôi được rồi, vậy đi. Chứ đừng nói riêng vấn đề dư thì không có dư, phải không? Không dư nhiều. Nên đó là cuộc sống vậy thì cũng nhờ mấy anh em đồng đạo, nhất là Đại Hậu với Tiến Dũng với Mạnh Thường Quân đó, với hai chị mới thì gửi đó. Thì lần này tôi cũng rất cảm ơn các vị. Nên các vị cũng mong cầu các vị ráng lo tu hành. Hôm nay thì áo thầy xuất hiện thì bóng đi trước thì hình đi sau đó gì thì cũng dám lo tu hành. Ngày sau nặng để gặp Phật gặp thầy, nặng để dự hội Long Hoa, nặng diễn kiến thầy tổ nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Yeah.